báo thời tiết một số tỉnh thành phố ngày 7 tháng 10. Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai có mây, có mưa rào, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An nhiều mây, có mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 27 độ. Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nhiều mây, có mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Thành phố New York, Mỹ ít mây, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. Thủ đô Tokyo, Nhật Bản có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ. Thủ đô Paris, Pháp mưa nhỏ, nhiệt độ từ 12 đến 16 độ.